Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nói riêng trong ngày đầu tuần mới sẽ không còn rét nhiều và khô hanh như những ngày tuần trước. Thời kỳ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12, tại Bắc Bộ chủ yếu duy trì trạng thái là ít mưa, ngày nắng. Đáng chú ý là tình trạng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào đêm và sáng sớm, làm cản trở đôi chút tới các hoạt động lưu thông ngoài trời. Quý vị nên hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông trong thời điểm này. Trời rét tập trung vào thời điểm đêm muộn và sáng sớm. Trong ngày thứ hai đầu tuần, nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến vào khoảng từ 17 cho tới 20 độ, có nơi thấp hơn. Mức nhiệt này sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ ba và thứ tư tuần tới, phổ biến vào khoảng từ 19 cho tới 22 độ. Đó là nhiệt độ vào đêm, còn nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực dao động chính trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Giữa các tỉnh thuộc mỏm Tây Bắc, nhiệt độ lên tới từ 28 đến 32 độ. Dự báo xa hơn, khoảng từ đêm ngày 18 sang đến ngày 19 tháng 12, không khí lạnh ở phía Bắc lại có dấu hiệu hoạt động trở lại, khuếch tán xuống nước ta sẽ khiến cho thời tiết có sự chuyển đổi, gia tăng mưa dông rải rác, nhất là tại khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đến với các tỉnh miền Trung, trong thời kỳ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12, thời tiết phổ biến là ít mưa, có chăng chỉ xảy ra lác đác với lượng chủ yếu từ 5 cho tới 10mm và tập trung ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng dần từ Bắc vào Nam, phổ biến dưới 28 đến 29 độ tại khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế và dao động trong khoảng từ 30 cho tới 32 độ tại Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Thời tiết ở hai khu vực phía Nam trong những ngày giữa tháng 12 sẽ không có quá nhiều biến động. Tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ hầu như là không mưa, nắng ráo sẽ là thời tiết chủ đạo trong 3 ngày tới. Yếu tố gây giảm nhiệt nhiều cho khu vực là không khí lạnh tầng thấp cũng đã suy yếu, do đó nhiệt độ tại các tỉnh phía Nam nước ta cũng trên đà tăng dần. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm muộn và thời điểm trước 6 giờ sáng, với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 16 cho tới 19 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ, thời tiết sẽ ở ngưỡng mát mẻ, dễ chịu, với mức nhiệt thấp nhất ban đêm là từ 23 cho tới 26 độ. Trong ngày, thời gian có nắng cũng kéo dài hơn và cường độ có phần hơi oi nóng vào trưa chiều, với mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ ở Nam Bộ, có nơi trên 34 độ. Còn tại Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ, nắng ở ngưỡng vừa phải. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển trong 3 ngày đầu tuần mới tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa phổ biến tạnh giáo. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, thịnh hành gió Đông Bắc đến Đông Đông Bắc với cường độ trung bình. Đáng chú ý là tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây, quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông duy trì. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió mạnh, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét tập trung về đêm và sáng sớm, ngày nắng. Trung Bộ chỉ còn rét về đêm ở các tỉnh phía Bắc, còn lại phổ biến là nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!